Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ ngạt khí ở nhà máy Miwon thuộc thành phố Việt Trì, Phú Thọ khiến 4 người tử vong. Đến nay, sau nửa ngày cấp cứu, thì anh Nguyễn Trung Kiên, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ ngạt khí này thì đã hồi tỉnh và bắt đầu nhận biết được môi trường xung quanh. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, nạn nhân Nguyễn Trung Kiên được đưa vào bệnh viện đêm ngày 18 tháng 7 trong tình trạng hôn mê và suy hô hấp nguy kịch. Các y bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và đến nay nạn nhân đã tỉnh táo, rút được ống thở khí quản và đang thở máy HFLC. Bệnh nhân hiện tại có thể tự ăn uống, tình trạng hô hấp tạm thời ổn định. Các thông số về mặt lâm sàng cũng như là xét nghiệm tạm thời ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Sức khỏe của anh Kiên đang có nhiều tiến triển. Được biết anh Kiên là nạn nhân duy nhất mắc chân trên thang dẫn xuống bể ga vi sinh, trong khi 4 nạn nhân khác đều bất tỉnh dưới đáy hộp. Đây có thể là nguyên nhân giúp anh Kiên may mắn sống sót do bị nhiễm ít khí độc hơn dù đã bất tỉnh. Được biết vào chiều qua thì công ty Miwon Việt Nam thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố ga vi sinh. Và trong quá trình vệ sinh thì hai công nhân của công ty môi trường này đã bị ngạt khí và đã hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu thì 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc ở gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên cả 5 người đều bị ngạt khí và bị ngất đi. Ở phía doanh nghiệp sau đó đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng để mở ứng cứu. Một số chuyên gia nhận định dưới hố ga thường tích tụ nhiều khí CO hay còn gọi là oxit carbon. Và hít phải khí này thì CO kết hợp với hồng cầu trong máu, giữ chặt huyết sắc tố khiến hồng cầu mất đi chức năng dẫn oxy tới các cơ quan cơ thể và gây tình trạng ngạt khí. Và tuyệt đối không tự ý nhảy xuống hố ga đang có người bị ngạt thở mà chưa được đeo mặt nạ chống hơi độc và chưa đeo dây an toàn.